Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong thời lượng của bản tin 24 giờ. Cảm ơn quý vị đã dành ra ít phút mỗi ngày đồng hành cùng chúng tôi để có thể cập nhật những tin tức nóng nhất, những sự kiện đáng chú ý đã diễn ra trong ngày cùng với kênh Bản tin 24 giờ. Đến với bản tin ngày hôm nay sẽ có các nội dung chính đáng chú ý ngay sau đây. Trung Quốc kêu sợ khi Nga phóng hỏa vỡ đập Tam Hiệp chôn vùi hàng tỷ dân. Thưa quý vị, theo nhiều nguồn tin cho biết, con đập Tam Hiệp của Trung Quốc bị vỡ thì dòng nước của nó sẽ nhấn chìm Bắc Kinh và Trung Quốc có thể bị xóa sổ vào bản đồ của thế giới. Và theo một tờ báo nổi tiếng của Mỹ có tên là New York Times cho biết, con đập Tam Hiệp của phía Trung Quốc hiện là một trong những con đập lớn nhất trên thế giới và cũng được coi là một trong những công trình lớn nhất của Trung Quốc, có ý nghĩa quan trọng đối với lợi ích kinh tế của nước này. Tuy nhiên, kể từ khi khởi công xây dựng, con đập này đã vấp phải sự phản đối kịch liệt của người dân và các chuyên gia thủy lợi của Bắc Kinh đã nhiều lần phản đối cũng như gửi các công văn yêu cầu chính quyền của Trung Quốc cho ngừng thi công con đập này. Theo các kỹ sư và chuyên gia thủy lợi của Trung Quốc cho rằng, sau khi con đập này xây dựng xong, nó sẽ đem đến nhiều hậu quả tai hại và là điểm yếu chí mạng của nền kinh tế Trung Quốc cũng như là lỗ hổng cực lớn về an ninh quốc phòng cho Bắc Kinh. Đúng như những dự đoán của các chuyên gia, thì sau một thời gian xây dựng, con đập lớn nhất của Trung Quốc đã bị biến dạng nặng nề. Và theo các nhà quan sát cho biết, con đập lớn nhất của Trung Quốc đã bị các thế lực thù địch tấn công. Và câu hỏi đặt ra là ai, nước nào dám đối mặt với Trung Quốc tấn công con đập lớn nhất thế giới này? Theo các chuyên gia thủy lợi cũng như các chuyên gia về an ninh quốc phòng của Mỹ cho biết, con đập Tam Hiệp của phía Trung Quốc cực kỳ quan trọng đối với Bắc Kinh và có thể là mục tiêu tấn công trực tiếp của các nước trên thế giới. Theo các chuyên gia cho biết, có 10 giả thiết dẫn đến việc con đập Tam Hiệp của phía Trung Quốc sẽ bị phá vỡ, và khi nó vỡ thì nó sẽ nhấn chìm Bắc Kinh cũng như cuốn trôi toàn bộ Trung Quốc ra ngoài Biển Đông. Trung Quốc sẽ bị xóa sổ khỏi bản đồ của thế giới. Thứ nhất, Nga có thể phóng hỏa phá vỡ con đập Tam Hiệp của phía Trung Quốc bởi vì Nga có thừa khả năng và Nga đang có mối hận sâu với Trung Quốc. Bởi vì trong quá khứ, Mao Trạch Đông đã cho rất nhiều quân lính và vũ khí đánh chiếm biên giới Trung Nga. Và năm đó, chính quyền Mao Trạch Đông đã chiếm được một đảo của Nga có tên là Trần Bảo thuộc biên giới Liên Xô và Trung Quốc. Cuộc chiến biên giới năm đó đến giờ người Nga vẫn chưa nguôi ngoai. Và nếu xảy ra xung đột, Nga bây giờ chỉ mất một thời gian cực ngắn để phá nát con đập Tam Hiệp của phía Trung Quốc. Và nước thứ hai trên thế giới có thể dám tấn công con đập Tam Hiệp của Trung Quốc đó chính là Mỹ. Thưa quý vị, giữa Mỹ và Trung Quốc có nhiều mối thâm thù đại họa dưới thời cựu tổng thống Donald Trump. Giữa Hoa Kỳ, Bắc Kinh luôn xảy ra những xung đột gay gắt trong thời gian vừa qua, đặc biệt là cuộc chiến tranh thương mại cũng như vấn đề Biển Đông, và chính quyền cựu tổng thống Donald Trump liên tục gây sức ép cho ông Tập Cận Bình. Vì thế, nếu xảy ra chiến tranh, Hoa Kỳ không cần đánh đâu xa, chỉ cần đánh tan con đập Tam Hiệp của phía Trung Quốc thì ắt Trung Quốc sẽ bị nhấn chìm ra ngoài Biển Đông và sẽ xóa sổ Bắc Kinh ra khỏi bản đồ của thế giới. Và theo các chuyên gia, nước thứ ba trên thế giới có thể phá nát con đập Tam Hiệp đó chính là Nhật Bản. Nhật Bản có thể tấn công con đập Tam Hiệp của phía Trung Quốc vì Nhật Bản muốn trả thù Bắc Kinh liên quan tới việc tranh chấp đảo Điều Ngư. Theo các chuyên gia quân sự của Trung Quốc cho biết, trong việc tranh chấp quần đảo Điều Ngư ở ngoài biển Hoa Đông, hải quân của Nhật Bản không phải là đối thủ của hải quân Trung Quốc. Việc lấy lại đảo Điều Ngư dễ như trở bàn tay với cả người Trung Quốc, vì giờ đây Bắc Kinh đã sở hữu rất nhiều tàu chiến như vũ khí hạt nhân, tên lửa, máy bay chiến đấu, nên hải quân của Nhật Bản không thể đấu lại với hải quân của Trung Quốc. Vì thế Nhật Bản thay vì không lấy lại đảo Điều Ngư thì sẽ tấn công con đập Tam Hiệp của phía Trung Quốc để trả thù. Và theo các chuyên gia, nước thứ tư trên thế giới có thể bắn vỡ con đập Tam Hiệp của phía Trung Quốc đó chính là Ấn Độ. Ấn Độ có thể bắn và phá vỡ con đập Tam Hiệp bởi vì trong chiến tranh biên giới Trung Ấn đã làm hai nước hằn sâu mối thù. Chiến tranh biên giới Trung Ấn nổ ra vào năm 1962. Năm đó Trung Quốc đã chiếm được một số lãnh thổ của Ấn Độ. Cuộc chiến tranh biên giới năm đó đã làm cho Ấn Độ hằn sâu mối thù trong tim với cả người Trung Quốc. Hiện tại Ấn Độ đã sở hữu tên lửa hạt nhân hiện đại bậc nhất của thế giới và có thể phá hủy con đập Tam Hiệp của phía Trung Quốc. Và nước thứ năm trên thế giới đó chính là Hàn Quốc. Theo các chuyên gia cho biết, Hàn Quốc có thể tấn công con đập Tam Hiệp của Bắc Kinh. Hiện nay không quân của Hàn Quốc tuyên bố tự tin phá vỡ con đập Tam Hiệp của Trung Quốc. Nếu bất kỳ lúc nào Trung Quốc khai mào gây hấn với Hàn Quốc, Hàn Quốc sẽ sẵn sàng đáp trả Trung Quốc một cách sàn phẳng. Và nước thứ sáu trên thế giới có thể phá tan con đập Tam Hiệp đó chính là Triều Tiên. Hiện Triều Tiên đang sở hữu tên lửa xuyên lục địa hiện đại bậc nhất của thế giới, đến Mỹ cũng phải khiếp sợ. Và Triều Tiên còn sở hữu cả bom nguyên tử, đó chính là một vũ khí lợi hại để các nước trên thế giới không dám động vào Triều Tiên. Và một khi Trung Quốc tuyên chiến với Triều Tiên thì Triều Tiên sẵn sàng phá vỡ con đập Tam Hiệp của phía Trung Quốc. Thưa quý vị, Tam Hiệp là con đập lớn nhất của Trung Quốc, cũng là con đập lớn nhất trên thế giới, được khởi công xây dựng vào năm 1994 và sau 15 năm xây dựng, năm 2009 đã chính thức hoàn thành. Được biết, con đập này chắn ngang một dòng sông lớn ở Trung Quốc có tên là sông Dương Tử. Con đập sở hữu hàng loạt kỷ lục của thế giới như đập xây dựng bằng bê tông cốt thép có chiều cao 185m, hồ chứa rộng nhất thế giới có chiều dài 610km và hơn 120 triệu mét khối đất đá đã được chuyển để mở đường cho 27 triệu mét khối bê tông. Và con đập đã sử dụng hết 463.000 tấn thép, đủ để xây dựng 63 tòa tháp Eiffel của Pháp, công suất lắp đặt tầm khoảng 18 GW. Và cuối cùng,
cùng là chi phí theo công bố để xây dựng con đập lên tới 22 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia thì con số thực tế có thể lên trên 30 tỷ đô la Mỹ vào năm 1994. Thưa quý vị, theo các chuyên gia cho biết, đập Tam Hiệp là con đập lớn nhất trên thế giới với hàng loạt những kỷ lục. Thế nhưng nó như con dao hai lưỡi vô cùng nguy hiểm nếu như gặp phải sự cố. Trong số đó có sự cố không mong muốn, đó chính là vỡ đập. Trong khi sóng thần do tự nhiên tạo ra xuất phát từ những cơn động đất ngoài đại dương tràn vào lục địa, gây ra sự tàn phá và chết chóc kinh hoàng trong một vùng dân cư rộng lớn, thì ngược lại đập Tam Hiệp có thể tạo ra hiện tượng sóng thần do con người gây ra khi nó vỡ. Theo tính toán thì đập Tam Hiệp bị vỡ sẽ gây ra con sóng thần cực lớn, tàn phá chỉ mất khoảng tầm 5 đến 10 phút, toàn bộ vùng hạ lưu của Trung Quốc sẽ bị xóa sổ. Hàng trăm triệu cư dân của thành phố lớn sẽ bị cuốn trôi ra ngoài Biển Đông, 1/3 diện tích của Trung Quốc, vùng thịnh vượng nhất của Bắc Kinh như Vũ Hán, Nam Kinh, Thượng Hải mà cư dân đang sinh sống sẽ bị chôn vùi trong nước lũ. Toàn bộ các di tích lịch sử mà Trung Quốc thường hãnh diện với cả thế giới hàng trăm nghìn năm sẽ bị tan biến trong nước lũ. Hàng ngàn thành phố lớn nhỏ sẽ bị nhấn chìm trong nước tầm từ 10 đến 20 mét. Hàng chục nghìn nhà máy, xưởng sản xuất cũng như các tàu bè sẽ bị cuốn trôi ra ngoài Biển Đông. Mất nguồn cung cấp điện khổng lồ, Trung Quốc sẽ lâm vào tình trạng thiếu điện, khoa học công nghệ bị tàn phá, kinh tế bị suy sụp, đói kém và dịch bệnh sẽ bị hoành hành. Tổn thất về người và kinh tế nếu đập Tam Hiệp bị vỡ là không thể kể xiết. Thế nên đập Tam Hiệp được coi như là tử huyệt của Trung Quốc. Cũng chính vì vậy mà Trung Quốc thậm chí còn bố trí hàng chục tiểu đoàn và bộ binh cũng như phòng không không quân, tên lửa vây quanh con đập này để bảo vệ 24/24 giờ. Thưa quý vị, theo các chuyên gia thì 10 nước trên thế giới có thể phá tan đập Tam Hiệp của phía Trung Quốc nếu như phía Trung Quốc phát động cuộc chiến tranh với các nước trên. Vậy còn 4 nước nữa trên thế giới có thể phá vỡ con đập Tam Hiệp của Bắc Kinh. Theo các bạn, đó là những nước nào? Có một tin rất hay khi cộng đồng trên toàn thế giới ví rằng đập Tam Hiệp của Trung Quốc như một thanh gươm treo trên đầu của Bắc Kinh. Đó là một cách nói ẩn dụ để mô tả mối nguy hiểm hiện tại của con đập Tam Hiệp. Thưa quý vị, theo tờ báo nổi tiếng của Trung Quốc có tên China Morning Post cho biết, đập Tam Hiệp là công trình thủy điện đắt giá nhất và cũng là công trình gây ra nhiều tranh cãi nhất đối với cả phía Trung Quốc. Trong quá trình xây dựng, con đập đã nhấn chìm nhiều ngôi làng, khiến hàng triệu người phải di chuyển đi nơi khác để sinh sống, làm thay đổi hệ sinh thái dọc theo sông Trường Giang và sông Dương Tử, một trong những con sông lớn nhất của phía Trung Quốc. Đập Tam Hiệp có vùng hồ chứa 42 tỷ tấn nước và nếu như con đập Tam Hiệp này bị vỡ, thì các bạn cứ hình dung 42 tỷ tấn nước ở độ cao 175 mét so với mực nước biển. Nó sẽ nhấn chìm toàn bộ các thành phố lớn của Bắc Kinh và cuốn trôi tất cả hàng trăm triệu dân ra ngoài Biển Đông. Vì thế, con đập này được cho là rất quan trọng đối với cả phía Trung Quốc. Và nếu như Trung Quốc đi gây hấn, gây gổ, bắt nạt bất kỳ nước nào trên thế giới thì không cần đánh đâu xa. Chỉ cần cho nổ tung con đập Tam Hiệp, nó sẽ nhấn chìm toàn bộ phía Trung Quốc và xóa sổ Trung Quốc ra khỏi bản đồ của thế giới. Theo các nhà quan sát cho biết, đầu năm 2022, Chủ tịch Trung Quốc ông Tập Cận Bình đã đến thăm con đập Tam Hiệp và ông nhấn mạnh rằng chúng ta phải hết sức canh giữ con đập, đặc biệt trước các thế lực thù địch trên toàn thế giới. Bởi nếu con đập này bị các thế lực thù địch phá vỡ, thì đó cũng là lúc ngày tàn của Trung Quốc đã tới. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình hôm nay của bản tin 24 giờ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.